Lâu quá mới gặp luôn á. Sao bữa nay đen thù lùi vậy? Hả? Bữa nay ốm hơn bà. Mà nó đen hơn này bà ơi. Nhìn chú có biết là ai không? Trời ơi, bữa nay đen thui rồi. Bữa nay hết trắng rồi. Bà cho con hỏi đấy, chị Hằng bữa giờ lại đi bệnh viện tiếp à? Đi bệnh viện Nhi Đồng Mộc. Ủa nhưng mà nó bé út lại cấp cứu tiếp hay sao vậy? Nên chẳng giờ phải tiếp hơi, phải vô máu, đồ đủ thứ đã đó. Bữa về rồi xong hôm sau lại đi luôn à? À, về rồi đâu 3-4 ngày đi chẳng luôn đó. Ừ. Rồi bà có biết tình hình sức khỏe của bé út sao rồi không? Thì cha nói hôm ơi mấy thợ hầu hỏi, cha nói giờ hả... nó không được khỏe, có tiếp hơi vô máu. Vâng. À, tôi nghe vậy thôi. Là tiếp hơi nghĩa là thở bằng máy đấy hả? À, tiếp hơi cái bình vậy đó. Vâng, thở thở bằng máy đấy. À, tôi nghe vậy á. Nguy hiểm quá ta. À, nhỏ cho bệnh hoài không hiểu không biết. Vâng. Rồi bữa về được có 1 ngày 2 ngày xong lại đi. À, mới mấy ngày quên rồi còn đi nữa. Vâng. Đây bác sĩ còn la sao tới giờ mới trở lên. Bác sĩ la vậy nữa. Vâng. Bác sĩ Di Đồng Ba dặn về đừng cho bú bình chung tuổi này nó lây. Vâng. Cái gan lây, bác sĩ dặn về nó mẹ nó về nói cha tôi vậy tôi nghe. Ẵm lên coi, ẵm lên coi. Con nghe anh Vũ nói là ngày mai cũng đưa hai bé này đi khám hả? À. Nó bị sao vậy? Thì nó ho vậy, nó ho nó ỏi hoài, ngày mai con nhỏ tính đi mà ngày mai ẵm phụ giùm. Đi vâng. Một đứa về rồi đứa ẵm đi nữa. Rồi như vậy tính vậy đó. Vâng. Ở chú ngã tư mình nhật ra. Rồi sao mà thi nhau nó bệnh thế này? Bởi vậy, không có mẹ nhà mấy đàng cha bỏ liều mới ra bởi nó mới ốm đó. Vâng, bữa nay nhìn ốm mà đen chứ bà ha. Ờ, nó ốm nó đen hả? Nhìn thấy tội lắm. Thấy thương quá à. Đầy đủ thứ từ nghiệp. Vâng. Tôi qua đi ngó chừng giùm tôi đưa tôi dám ẩm ẩm đi khởi tá, không dám ẩm. Dạ. Dạ. Ơi, cố gắng khỏe nha con nha. Ấy, bà này bà khoe bụng hoài. Bụng bà to. Đâu rồi, chị Tư ơi. Chị Tư. Không nhìn luôn. Chị Tư ơi, nhìn ai đó chị Tư. Ờ, chị Năm. Thích nha, ra đây nằm thích nha. Ra đây nó nằm nó thoáng hơn bà. Cứ để cho nó trong nhà nó bí lắm. Vâng, nhưng mà ý là vẫn phải cho nó ra ngoài này không khí tự nhiên. Sợ bắt cóc à? Chẳng có tôi mới để, không tôi nó đâu dám để. Vâng. Tại giờ vô bắt cóc dữ lắm. Đấy thì hôm nay Thắng ghé vợ chồng của anh Vũ thăm mấy bé này, cũng như là một chút nữa Thắng chạy qua Thủ Thừa để gặp vợ chồng của anh chị mà có con bị bệnh tim ấy. Đấy, Thắng cũng gửi cho một chút tiền cũng như là để xem là cái tình hình sức khỏe của bé như thế nào, chữa trị hết bao nhiêu tiền. Nó được bao nhiêu tháng rồi? 11 tháng bà ạ. Vâng, bệnh tim 11 tháng. Nhưng mà cũng không có tiền để mổ ấy bà. Đấy, thì mọi người cùng xem clip về Thắng nha. Bây giờ Thắng sẽ qua đó gặp vợ chồng của anh Tươi. Trước Thắng cũng có chia sẻ một clip rồi. Rồi chú đi nhá, bye bye nhá, bye bye hai cục cưng nhá, bye bye nhá. Ui giời ơi, hắc xì.
Bye bye chị Tư nhá. Chị Tư ơi. Chị Tư. Không thèm nhìn luôn. Cường với anh Chính là phụ đúng không? Đó. Thì mọi người cũng biết rồi đấy, là thợ chính là 420, thợ phụ là 370. Đây là tổng số công mà các anh đã làm này, thắng có nhân lên là 9.815.000. Thì anh đếm giùm em ấy, ở trong này nó dư 300.000. Thì có gì để xì mấy anh thùng bia nhé. Vâng. Nhá, 9.815.000 nên em đưa dư là 300. Thì mấy anh có gì uống nước nhá. Dạ, ok anh. Dạ. Anh là anh Tươi, chị Loan đúng không ạ? Dạ. Dạ, hôm bữa Thắng cũng có chia sẻ một clip về gia đình của mình rồi. Con của anh chị đã bị bệnh tim. Hiện tại thì cháu đang cần tiền gấp để mổ đấy. Thì ngày hôm nay em quay lại đây để hỏi thăm sức khỏe của bé cũng như là có một chút việc ấy muốn trò chuyện với anh. Thì anh là mới đi làm về hay sao vậy? Dạ em mới vừa làm về luôn. Từ chỗ anh làm chạy đèn lại đây gần không? Dạ nửa tiếng anh. Từ ở đây mà chạy được tới công ty là nửa tiếng. Vâng. Bữa giờ đấy bé sức khỏe như thế nào, anh có đi khám cho bé chưa? Dạ không gài, nó cũng sốt á, giờ nay nó cũng bớt khỏe khỏe, bớt sốt rồi. Dạ tính đợi lãnh lương này mới đi lên trên Nhi Đồng á, rồi gặp bác sĩ. Ủa vậy là từ bữa giờ mình chưa đi khám cho bé chưa hả? Có đi anh, tại lúc đó nó đang bị sốt á, lại một phần nữa tiền bạc không có, em chưa có đi, đợi lãnh lương này mới lãnh lương ra mới đi. Vâng. Dạ. Thì cái đợt trước á vô nhập viện á, là bé có bảo hiểm á, thì đóng trước 5 triệu, còn không có bảo hiểm là đóng trước 10 triệu. Dạ, còn chi phí đó là chi phí vô nhập viện ban đầu, còn chi phí sau ứng đó, đó gọi là tạm ứng á, còn sau này em không biết. Tại vì tình trạng của bé từ hôm bữa mà đi khám tới về á, là bé bị nhiễm Covid á, dương tính á, thì nay uống thuốc cũng hết rồi nhưng mà nó vẫn còn nóng, là nóng hoài, uống thuốc vô nó cũng nóng, uống thuốc vô cũng vẫn nóng hoài, cho nên lo quá mới đi chở bé đi khám. Đi khám bệnh bác sĩ nói là giống như là bị nhiễm trùng đường hô hấp á, rồi nay cũng bớt uống thuốc, nay cũng hết rồi, khỏe rồi. Wow. Khỏe rồi nhưng mà giấc tối á, bình thường á nó cứ ẹ hoài à, rồi giấc tối á, ban đêm nó ngủ á, là nó cứ la khóc suốt à. À, tim nó thì nó cứ đập liên tục, và đập kiểu như đánh nhạc vậy đó. Wow. Nó ngủ không được, nó cứ khóc la hoài suốt vậy đó. Dạ. Nhưng mà cũng muốn đi chữa bệnh, lên gặp bác sĩ chữa bệnh sớm, nhưng mà kẹt có một cái là không có tiền, tại vì vô phải đóng nhập viện tạm ứng là phải 5 triệu, mà trong khi đó em không có tiền, thì cứ đợi tới ngày lãnh lương này, 15 tây này lãnh lương nè, em mới đưa bé lên khám, giờ chịu đựng luôn chứ không biết sao. Vâng. Giờ muốn đi liền cũng đâu có tiền đâu em đi được, giờ cũng gắng, cũng xót con lắm, con dạ. Cứ khóc la hoài. Vâng. Bé dạo này có ăn uống được không anh? Dạ nó ăn chút rồi, nó không ăn được nhiều, sữa nó uống cũng miếng à. Dạ. Dạ. Là uống sữa thì ít nhưng mà uống nước thì nó uống nhiều lắm. Uống nước không à? Vâng. Dạ. Công việc là bữa giờ anh vẫn một mình đi làm đấy hả? Dạ dạ. Dạ chị ở nhà trông hai bé đúng không? Dạ dạ. Dạ. Bé lớn là đi học hay sao rồi? Dạ đi học. Vâng. Dạ. Dạ. Thì anh hôm bữa là anh nói mình làm công việc gì nhỉ? Em làm bên in á, in giống in sơn á, in lụa á. Vâng. Cái hình hoa văn này kia rồi trên chiếc dài á. Dạ, thu nhập của nó là em, một tháng bao nhiêu tiền? Tổng thu nhập là 7.500.000. Vâng. Dạ. Là chưa tăng ca đúng dạ, không? Dạ, chưa tăng ca. Dạ. Anh có hay tăng ca không? Dạ, có công ty kêu tăng ca, em cố gắng tăng ca chứ.
Vâng. Nếu mà không có tăng ca không đủ tiền để lo. Dạ. Có cơ hội có đủ tiền thì em cũng dắt cũng thứ hai nè, em đưa bé đi điều trị sớm chứ để càng lâu càng không tốt à. Vâng. Chứ nó cứ khóc la hoài mà ăn uống nhiều cũng không được, cứ gầy guộc hoài. Bữa ngày 23 tháng 5 này là bé đúng 1 tuổi á. Dạ, 1 tuổi rồi mà nhưng mà có 5 cái mấy hoài sót lắm anh ơi. Vâng. Dạ. Cứ ngày nào cũng la khóc ra khóc hoài, thuốc men la khóc thuốc men hoài. Vâng. Dạ. Đó. Gần 1 tuổi rồi mà dạ. Có hơn 5 ký. Dạ. Mặt nó buồn hiu hoài, cười không nổi, không vui vẻ. Tại trong người nó cứ bứt rứt hoài, đâu có như thế nào vui được. À, là bé cứ như vậy thôi. Dạ. Ít khi cười lắm hả? Dạ ít lắm. Nhưng mà bé là biết nói chưa ta? Dạ chưa. Chưa biết nói luôn. Dạ, ngồi cũng không được luôn rồi. Ngồi không được, dạ. Nói cũng chưa nói luôn. Dạ không cái e hoài vậy đó. À, dạ. Vậy ví dụ như để bé ở nhà bé có bò đi bò dạ, lại không? Nó giống như nó biết trường rồi. À. Dạ, nó biết trường được. Còn nói là chưa biết nói luôn. Dạ. Em cũng cầu mong điều trị bé nó khỏi bệnh sớm cho nó khỏe phát triển giống như con của người ta chứ kiểu này hoài vợ chồng cũng khổ mà con cũng khổ làm ăn cứ kéo dài hoài cũng suốt đời nó cũng khổ chứ không bao giờ phát lên nổi. Lãnh lương ra tháng nào là hết, lãnh lương ra tháng nào là hết chứ làm sao có dư được á. Cứ hoài kéo dài hoài thì cuộc đời nó cũng vậy đó. Vâng. Rồi bữa em còn nghe anh nói là mình vay mượn ngân hàng nữa đấy. Dạ dạ em có dạ. Vay ngân hàng nữa. Thì bữa giờ đấy cứ cách vài bữa cứ nhắn tin hăm dọa này kia hoài khổ quá trời luôn. Như hăm dọa rồi hăm dọa tới gia đình nữa. Trời thiệt tình luôn, lo gì đâu. Vâng, hiện tại mình còn nợ nhiều không anh? Dạ em mấy đầu ngân hàng là em cũng trả được phân nửa hết rồi, tại lúc chưa nghỉ dịch á thì lúc đó là như bé cứ giống như còn nhỏ đó, em có thể là chia sẻ chưa có biết bệnh là sao đó thì mình chủ quan đi là giống như chưa có hay là bệnh gì hết á thì cứ lãnh lương ra thì chích một phần lương của mình ra đóng tiền ngân hàng, em là luôn đóng đều đều rất là tốt. Từ khi dịch bệnh ra rồi không có tiền gì hết, rồi bé bị bệnh phát hiện ra nó tình trạng như vậy đi siêu âm. Đi siêu âm mà bác sĩ nói là nó bị tim như vậy đó, rồi bắt đầu chồng lo lắng buông ra rồi không có tiền đóng ngân hàng này kia. Đủ thứ chi phí hàng tháng hàng ngày tùm lum hết trơn, rồi cuối cùng em cũng không có đóng được tiền ngân hàng. Rồi cứ ngân hàng thì cứ gọi điện đòi trả này kia, đồ không trả thì đòi hăm dọa. Rồi đủ thứ chuyện vấn đề hết. Rồi tinh thần thì cứ sa sút luôn. Rồi bây giờ công việc thì bây giờ bắt đầu em mới làm được có 2 tháng mấy. Đúng 2 tháng mấy đó. Em mới đi vô là công ty làm được 2 tháng rưỡi. Vâng. Lãnh lương này, cái này là em lãnh được cái thứ hai đó. Đó. Bây giờ con nó bệnh vậy, rồi lãnh lương chi phí ra trả nợ. Lúc trước ăn nghỉ dịch đâu có đi làm đâu. Rồi mượn trước trả sau vậy đó. Rồi lãnh lương ra trả, chích phần ra trả, rồi còn phần còn lại thì lo cho gia đình. Nó thuốc men nó, bây giờ nó bị vậy, rồi bác sĩ hẹn ngày 14 tây đợt vừa rồi đó, là lên khám, lên nhập viện là đặng là phẫu thuật đó. Nhưng mà cuối cùng trễ hẹn bác sĩ đâu có tiền đâu đi lên đâu, em phải đợi lãnh lương này ra mới có tiền đi lên. Thì lên thì phải nhập viện vô là phải đóng trước. Thì có bảo hiểm thì đóng trước tạm ứng là 5 triệu, còn không có bảo hiểm là 10 triệu. Đó, em đâu có tiền đâu. Thì vậy cũng phải gán con chịu đựng cho tới ngày lên lương em đi thôi. Chứ bây giờ kêu em đi trước, bây giờ em cũng không có đi được. Dạ, đâu có tiền đâu em đi. Khổ lắm. Cứ... vì thiếu nợ ngân hàng á, cứ nhắn tin hăm dọa hoài. Em thật tình luôn á, em người em không bao giờ mà có vay thì phải có trả. Đó, em không có chuyện mà đi giật nợ này kia hết trơn mà cứ đòi nói em giật nợ này kia lum la chứ khổ. Thôi để em lấy tiền để em gửi cho mình ha, cái số tiền mà các cô chú có hỗ trợ đấy để cho bé mổ tim đấy. Dạ. Đấy, thì đây cũng hy vọng là một chút thôi để góp lại, nếu mà có cơ duyên nữa các cô chú mà giúp đỡ mình thêm ấy. Dạ.
em sẽ quay lại em trao tiếp. Còn đây là cái số tiền đầu tiên mà các cô chú muốn hỗ trợ cho vợ chồng anh để mổ tim cho bé. Dạ. À, được vậy là em rất là mừng, em mong chờ chữa trị cho bé sớm, cho bé khỏe. Em cũng cảm ơn ban tổ chức với Mạnh Thường Quân, bà con cô bác ủng hộ cho gia đình em, giúp đỡ để cho bé được mau khỏi bệnh. Yeah. Gia đình vợ chồng em thành thật cảm ơn nhiều. Vâng. Em sẽ dùng số tiền này em sẽ tranh thủ đi chữa trị cho bé. Dạ. Dạ. Không phải là em không tin anh hay là em sợ anh nói xạo hay gì cả. Dạ. Nhưng mà tại vì em làm thì em hiểu mà. Mạnh Thường Quân họ muốn cái gì đó nó thật và thực tế. Dạ, dạ, dạ. Ví dụ như hết bao nhiêu, bác sĩ nói như thế nào, chuẩn đoán ra làm sao, chữa trị như thế nào, mình nó phải rõ ràng. Thì khi đó Mạnh Thường Quân họ mới nhìn vào ấy, họ hỗ trợ cho mình. Dạ. Còn đôi khi là anh với em gặp nhau chỉ là nói miệng thôi. Dạ, dạ. Và ví dụ như về cái hoàn cảnh của anh đi, về nhà anh, về quê anh thấy khó khăn thì em quay lên thì nó tất ở trong cái hình ảnh rồi, nó khác. Dạ. Còn đây về cái vấn đề bệnh của bé đấy thì phải chính bác sĩ nói. Dạ, thứ hai này chắc em đưa bé lên. Vâng, thì thôi em xin phép là đọc cái danh sách của Mạnh Thường Quân rồi em trao tiền cho vợ chồng mình nhá. Dạ. Đầu tiên là cô Ân ở Bình Dương này, 300.000. Dạ. Chú Lệ Sinh 1 triệu. Chị Anh Thị Thạch 2.280.000. Cô Lê Nguyên 300 đô, đổi ra là 6.900.000. Cô Lý Dung 200 đô, đổi ra là 4.600.000. Tổng số tiền là 15.080.000. 15.080.000 em gửi cho anh chị ha. Dạ. Dạ. Em sao vậy? Anh xúc động quá hả? Thật sự là em cầm được cái số tiền này vui lắm. Vâng. Em rất mong có được cái số tiền để đưa bé đi. Nhưng mà thật sự là không có lãnh lương ra, không có tiền để lo cho nó. Tại vì cái lương. Dạ. Của mình nó cũng không được nhiều đúng không anh? Dạ. Lãnh lương ra trừ chi phí. Ra rồi là hết, lãnh lương ra là hết. Tập. Dạ. Không, thậm chí là mình ăn xài, ăn uống cà phê thì kêu không có dám để uống. Vâng. Uống ra thì giống như hụt, bị hụt tiền này kia. Tại vì đi cà phê, thường ngày nào cũng cà phê, nhậu bạn bè rủ cũng không dám đi uống, toàn là từ chối. Em thậm chí thuốc, hút thuốc cũng không uống thuốc, nhậu cũng không dám nhậu. Đó. Để dành tiền để lo cho con. Dạ. Bây giờ em nhận được cái số tiền này thì em rất là thì em cũng cảm ơn. Dạ. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đã giúp đỡ cho vợ chồng em. Em cố gắng, em sẽ tận dụng cái số tiền này em để điều trị cho con gái em. Vâng. Em cảm ơn rất nhiều. Dạ. Thì cũng mong sao là sẽ giúp một phần nào đó. Tạm thời trước mắt là với cái số tiền này ấy, sẽ hỗ trợ cho anh chị để đưa bé đi khám này, rồi xem là tình hình sức khỏe cụ thể của bé như thế nào. Rồi mình hỏi bác sĩ giùm em ấy là nếu mà điều trị ấy, mình có bảo hiểm thì được giảm nhiều không? Đó, là cái số tiền mà chữa trị cho bé khi mà bé khỏi đấy là hết khoảng bao nhiêu? Đó, để có thể là Mạnh Thường Quân họ biết đấy, họ hỗ trợ được. Dạ. Dạ. Đó, thì hôm nay đấy, mọi người ạ, hôm nay em quay lại đây gặp gia đình của anh Tươi với chị Loan. Thì, anh cũng mới làm về. Thì em cũng chạy lại gần cái chỗ anh làm đấy. Thì, rồi gặp anh chị luôn. Tại vì nhà anh thì cách đây cũng hơi xa. Dạ, em thay mặt cái gia đình cảm ơn Mạnh Thường Quân trong nước và ngoài nước đã ủng hộ cho con em có tiền để con em điều trị bệnh. Dạ, em cảm ơn rất nhiều. Vâng. Dạ. Chị có thấy bất ngờ khi mà hôm nay mình nhận số tiền này không? Dạ, em quá bất ngờ luôn anh. Em không nghĩ là mình mới nhận được số tiền lớn như vậy anh. Dạ. Vâng. Thì thôi, thì em cũng chúc anh chị sẽ gặp nhiều may mắn. Cũng như là qua tuần đấy thì mình cứ đưa bé đi khám xem như thế nào nhá. Dạ. Dạ. Thì hôm nay thì
em cũng thay mặt các cô chú mạnh thường quân gửi cho mình cái số tiền này. Để có gì em sẽ gặp lại anh chị sau nhé. Chúc cả gia đình mình gặp nhiều may mắn ha.